chào tất cả các bạn. Hôm nay nhân dịp thì mình cũng có làm một cái video bên phiên bản chiến dịch hiện thời Việt Nam, nói về một số khẩu súng và cái khẩu 14-1 sói, chế độ BK Laser. Thì chế độ BK Laser bên Trung Quốc mình thấy nó cũng có rồi, nhưng mà đi coi coi nó nằm ở đâu. Ở đây các bạn, nhưng mà nó đóng từ rất là lâu rồi, từ lúc mà mình vào đến giờ lâu lắm rồi không thấy nó mở lại. Đó là chế độ BK Laser bây giờ bên Việt Nam mình đang chơi đó các bạn. Trong video này mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là khẩu tuabin vàng đen. Thì trước khi giới thiệu khẩu này thì mình cũng xin cảm ơn một bạn đã cho mình mượn cái tài khoản để chơi cái khẩu này. Tại vì các bạn biết là cái khẩu tuabin vàng đen này, như mình hay nói là mình sẽ lên đời nó từ khẩu MK4. Khẩu MK4 là do mình đặt cho nó trùng với là khẩu MK3, lên đời thành MK4 đó các bạn, cho nó phù hợp. Còn cái khẩu MK4 không màu xanh. Còn cái khẩu này thì sẽ đặt tên cho nó là tuabin vàng đen. Cái tên như vậy là mình thấy là chính xác rồi. Cái tài khoản này là do một bạn có tên là Tuấn Duy, Tấn Duy các bạn, bạn Tấn Duy, bạn cho mượn. Thì rất cảm ơn bạn Tấn Duy đã cho mình mượn cái tài khoản test thử cái khẩu tuabin vàng đen này cho các bạn trên mạng cùng xem và thưởng thức, để các bạn ấy biết trước được sau này Việt Nam mình sẽ có khẩu này. Được rồi, trước khi đến với khẩu này thì các bạn biết là hồi trước khẩu này nó ra thì mình chưa biết là nó có bán trong shop hay không, với giá bao nhiêu. Nhưng mà khẩu này sẽ được lên đời từ khẩu MK4. MK4 thì lên đời từ MK3. MK3 lên đời từ RBK27. Các bạn biết thì RBK27 lên đời rất là tốn kém. Để mình coi trong cái shop bạn có không. Trong shop của mình thì có khẩu RBK27 đó các bạn. Đây là một cái khẩu súng máy tuabin vàng đen. Như vậy là không có. Khẩu này lên đời rất là tốn. RBK27 mà các bạn lên đời bằng thẻ vàng thì sẽ tốn kém cực kỳ. Ngoài ra còn có một khẩu súng. Khẩu này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn sau nha các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn khẩu tuabin vàng đen trước. Khẩu súng mà bạn ấy đang sử dụng hiện tại có hỏa lực là 185.320. Cái kêu của nó thì mình sẽ đọc sơ cho các bạn coi. Nó có rất là nhiều cái thông số ở đây. Ví dụ như các bạn thấy là sát thương tăng 30% nè, tăng sát thương. Ngoài ra tăng 40% sát thương của nhân vật chính khi mà máu tụt xuống dưới lại 45%. Và tăng 30% tỷ lệ chết người. Crit đó các bạn. Crit hồi trước mình chơi bên các loại game khác là tỷ lệ chết người. Còn lethal là tỷ lệ gì đó, mình quên. Tỷ lệ thì các bạn biết là cái kill cũng rất là bá đạo, và đặc biệt thì mình không thấy nó trừ trong chế độ BK tí nào cả. Trên cái thân súng các bạn vẫn thấy chữ cool MK đấy các bạn. Nếu như mà chúng ta đặt nó MK5 cũng được luôn. Nhưng mà thôi, thì cái tên của nó theo tiếng Trung Quốc dịch ra là tuabin vàng đen thì mình sẽ dịch như vậy. Còn nếu như chúng ta cho nó thành MK3, MK4, MK5 luôn thì cũng hay chứ không có gì cả, không vấn đề gì. Ở đây khẩu súng này là mát level 55 hết rồi, mát 200. Thôi rồi, chúng ta cùng xem qua cái thông số mát của nó nữa rồi mang ra trận quốc thôi, không có gì phải ngại cả. Đây là một khẩu súng máy. Khẩu này các bạn nhìn cái thông số đây thì các bạn sẽ biết là kinh hồn rồi. Sát thương tới 11.448, tổng hỏa lực là 268.400. Các bạn nhìn ghê gớm quá. Nếu như khẩu này đem Việt Nam mình mà sắp đi càng không còn gì để nói luôn. Thôi rồi, nó sẽ lên đời từ khẩu này nè các bạn, MK4. Rồi MK4 thì lên đời từ cái khẩu MK3. Đây, nó lên đầu từ khẩu MK3. MK3 thì lên đời từ khẩu RBK27. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ mang nó ra BK thử cho các bạn coi. Khẩu này mà mình bắn bên Trung Quốc đó các bạn, gặp mấy tay Trung Quốc vào thì chỉ cần xịt cho mấy phát là thấy là tiêu rồi, chịu không nổi nhiệt. Tại vì mấy thằng Trung Quốc nó có súng mạnh, nó bắn rất là nhanh. Chúng ta vào chúng ta lượn lờ chút xíu, trúng vài viên là xong, kết thúc. Khẩu tuabin vàng đen này phải nói là một siêu vũ khí đó các bạn. Sử dụng chơi mình nghĩ là chắc với, để xíu mình ra mình coi cái cho các bạn coi. Vài viên thôi là lấy mạng rồi. Mình chơi mình cũng bị mấy thằng đó nó uy hiếp bằng khẩu này rất là nguy hiểm đây.
Đó, các bạn thấy là dồn ghê không, 5600 mà nó làm ào 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 ào, tốc độ nhanh giòn đó. Các bạn thấy là đam nó dồn kiểu mà dồn kiểu này thì chỉ có chết thôi chứ sống sao nổi, rất là nhanh. Nếu như mà lấy MG4 mà ra so với khẩu này là giống như là không biết nói sao luôn, mà phải nói là khẩu này bắn quá sướng đi. Khẩu MK4 mình đã từng test cho các bạn coi rồi đó, bắn ghê cỡ nào, khẩu này nó ghê gấp bội. Nhìn chung thì với khẩu súng như thế này chúng ta cũng không cần bàn cãi gì nữa. Đó, các bạn thấy là đao nó chạy rất là nhanh và tăng tốc cũng rất nhanh nữa. Tiếp liền. Các bạn thấy là máu đỏ, máu tím, máu vàng, máu trắng nó dồn từ lưu chưa vô hết thì chết thôi là đúng rồi. Rất là nhanh chóng. Mình sẽ bắn lại cho các bạn coi. Khẩu này thì tất cả các chế độ đều chơi được, các bạn xách vào BK cũng không ai nói gì. Chế độ thôi phối hợp thách đấu hay là chế độ nào đó thì cũng không có gì phải bàn cãi. Đây là một siêu vũ khí. Thì mình khuyên các bạn, hiện tại Việt Nam mình nó chưa có RBK27. Nếu như có khẩu đó thì các bạn cũng nên lên đời thành MK3, MK4 và tiếp tục nó sẽ thành khẩu này. Khẩu này rất xứng đáng để chúng ta cất trong bộ sưu tập. Đó, nó bắn kiểu này thì chỉ có làm sao mà sống nổi đúng không các bạn. Tốc độ kiểu này mà để thử một áp sát, áp sát bắn thử cho các bạn coi. Thì một lần nữa cũng rất cảm ơn bạn Tấn Duy đã cho mình mượn cái khẩu này để test cho anh em trong game này xem về cái độ bá đạo của nó. Đó, các bạn thấy là lúc áp sát kia không? Có thể là các bạn cũng sẽ thấy là bạn Tấn Duy comment ở trong cái mục sau khi mình làm video clip này. Giống như là trước các bạn bạn đã cho mình mượn, thì các bạn có thể là trao đổi. Những các bạn chơi như thế này thì người ta chơi rất là tâm huyết, cho nên là các bạn có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau để chúng ta chơi game tốt hơn. Còn mình, riêng mình thì mình chủ yếu là mình test cho các bạn coi. Còn tại vì mình không có nhiều thời gian để đầu tư vào game, cho nên là đa số là vì đam mê, cho nên là cũng rất là mong muốn là test cho các bạn coi những khẩu súng thật sự bá đạo, thật sự hay ở phiên bản Trung Quốc cũng như Việt Nam. Nếu như mà mình có thời gian, các bạn đừng hỏi tại sao súng mình cùi. Nếu như mình có thời gian, phải nói thật sự, trước lúc mà mới ra, mình muốn match khẩu nào thì match khẩu đó thôi, rất dễ, không có gì khó cả. Lúc đó thì ví dụ như M431 nó chưa gì, chỉ dùng 3 sao để ghép lại thôi mà mình cũng lên được 200, chơi match luôn. Tại vì lúc đó là thời gian có rất nhiều, còn bây giờ thì không còn nhiều như lúc đó nữa. Khẩu này đạn nó bay phải nói là liên tục như vậy, tốc độ mà xử lý đẹp đối phương rất là nhanh. Ôi, khẩu này nếu như mà thực sự đem vô cho những cái map phối hợp khó thì rất là sướng, tại vì cái kill của nó cũng rất ok rồi, cái kill phải nói là tuyệt vời rồi. Đạn nổ rất là giòn, nhanh, chính xác, đó là những cái gì mà mình đánh giá cho khẩu này đặc biệt như vậy. Anh này đặt tên tiếng Việt này, lộn, tên tiếng Anh lớp này, chắc có khi Việt Nam mình chơi. Đó, qua ba ván mình xử lý thì các bạn thấy là cực kỳ nhanh gọn lẹ, 5-0 trong tích tắc thôi. Mình sẽ kiếm thử vài chế độ để chơi cho các bạn coi. Khẩu súng này súng máy mà bắn giòn tan, nổ rất là nhanh. Thử 2244 cho tất cả các chế độ chơi cho các bạn cùng thưởng thức. Thực sự thì khẩu này mới 180k thôi. Nếu như nó lên 260k thì các bạn sẽ thấy. Lát nữa mình sẽ mở ID quân đoàn của bạn Tấn Duy đang chơi. Bạn nào thích thì có thể search xin vào. Đó là tùy thôi. Còn mình thì quân đoàn của mình cũng cùi. Mình chơi quân đoàn với một anh bên Trung Quốc. Đó, các bạn thấy là đây là cái khẩu tím này. Khẩu súng mà Spartai á. Shot.
Các bạn thấy là quét sạch đối phương. Ủa thằng này khẩu này của nó nguy hiểm lắm á các bạn. Đứng lên là ngóc ngóc đầu lên là ngấm liền chứ không dễ chơi với nó đâu. Ôi, dồn đam hai đứa này đúng sướng thiệt. Chết chắc. Quét sạch đối phương nữa. Đúng là súng rất mạnh. Không nhận điều đó. Ở đây là cự ly gần các bạn. Cự ly gần chắc là đối phương không chịu nổi mình rồi. Tốc độ xử lý rất nhanh. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đối với một khẩu tubin vàng đen. Nếu như các bạn muốn đặt tiếng Anh thì tubin gold black được hay là vàng đen cũng được, đó là tùy. MK4, MK5 cũng được các bạn. MK3, MK4, MK5 luôn. Trên thân súng nó vẫn còn in chữ MK đó. Chúng ta vẫn có thể đặt cho nó là MK5, cũng rất là hay. Khẩu này vô đối rồi. Nếu như có điều kiện mà nâng lên 4 trăng, nâng lên mặt trời. Nhưng mà rất là mất thời gian, tốn kém. Nhân vật bạn này chưa được gắn kill các bạn. Nếu như mà chúng ta để mình sẽ làm một video hướng dẫn mua kill về gắn vô cho các bạn coi. Ở cự ly gần như thế này thì đối phương thực sự là thua mình rất là nhiều ạ. Ui cha, chạy ra không kịp rồi. Ở cự ly gần khẩu này nó mạnh hơn rất là nhiều. Đây có hai thằng sói. Để cho nó áp sát nguy hiểm. Nó qua bên đó thì mình đi xuống đây. Ôi chạy mất tiêu rồi. Các bạn thấy ở bên đây người ta rất ít sử dụng. Chà, đau bắn gì. Ui, bị móc từ bên hông ta thằng kia. Ta cũng phải giết được mày trước khi chết chứ. Tiêu rồi, ván này không ổn rồi đại dương ơi. Không sao mà đại dương ơi, qua đây lấy máu đi, mình đứng ở giữa mình dễ chết lắm. Dồn đam nó luôn. Các bạn thấy đam vô đã không? Mày bơm đi mày cũng chết cả cưng. Ở đây có 119 viên. Cha. Ơi nó qua sát mình rồi mình không để ý. Xuống đây lượm hai thằng nè. Mày tưởng mày mạnh hơn anh à? Đứt một kill. Ngồi xuống. Ấy lại mày nữa. Anh ăn quen, hồi nãy mình không để ý. Mình rất là nhanh chóng lội ngược dòng các bạn. Các bạn thấy lúc đầu phe mình thua về điểm số nhưng mà sau đó lội ngược dòng rất là ngoạn mục. Đầu to thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ thử và biết ngay. Ở đây nó có chế độ quăng lựu đạn, đầu to, áp sát đối phương nè. Mình chơi thử một vài ván này nữa nha các bạn. Sau đó mình lượn lờ qua chế độ phối hợp cho các bạn coi. Có lẽ là bắn thêm ván này nữa thôi. Đầu to thì khẩu này chắc miễn bàn rồi, nó tăng đam lên nữa thì không biết nói sao luôn. Chắc là sang bằng tất cả đấy. Cái map này mình cũng rất là thích. Hai phe có thể chạy áp sát lại với nhau để bắn. Súng máy mà chạy áp sát càng thì sướng. Lựu đạn cũng bị cản lại luôn.
rất là nhanh đúng các bạn, rất là nhanh chóng. Ui, ném lựu đạn chật lắc. Ôi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, máu. Làm sao bắn hết đây? Thù đông quá, hồi xuống đó. Ơi, nó đang tập trung nó dồn đam mình kìa. Không bồ đâu, cứu đi. Bồ ơi, cứu em. Đạn bay chỗ này ngóc lên chắc chết liền quá. Ủa sao nó còn đứng nguyên vậy, bồ mình đã hết chân ta. Nãy giờ có lựu đạn chọi vô sướng ha các bạn. Nó ngóc lên chết liền. Ơi, mấy thằng bồ ngu ngu thiệt, đứng hết bên này. Nó qua, nó đang ấy vậy, chúng ta áp sát nó trên thủ đi. Chịu. Không hiểu đâu. Đó, lùi hết vô đây. Xả sướng. Mỗi lần ngóc lên phải lượm được em. Ngóc lên phải lượm được em rồi, máu tụt rất là nhanh. Ở chỗ này mình không được bơm máu ha. Trời, mấy con bồ mình nó dại dột quá, nó đứt hết ở nhà rồi. Nó tập trung nó bắn có mỗi mình nè. Ngóc lên chiếc liền. Rồi mà anh đứng bên này mà mới đứng bên này xả qua kia. Trong đây nó bốn thằng nó đang chăm chú mình. Rất may mắn cho em đó. Có lẽ là mình nên dừng ở đoạn này thôi. Mình tới kia áp sát dữ quá không thoát kịp. Một trăm mười chín viên để BK thì các bạn biết là nó rất là khủng, một con số núp 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 núp. Nó không ai cho tí máu, ai cho tôi tí máu đi nào. Rồi, vừa lượm được trái lựu đạn. Tại phe mình nó không áp sát qua đó các bạn. Chứ phe mình mà nó qua đông đủ thì rất là sướng nữa. Cũng phải giết được một em trước khi bị giết. Hai mươi ba mạng rồi, một hai mạng nữa thôi mình lên mình lượm luôn cho rồi. Đâu rồi, đứng lên đi. Một em này, còn một em nữa thôi, xong. Các bạn thấy mình bắn 17 mạng, chết mất 4 mạng tại vì áp sát quá nhiều. Trong khi đó bù mình thì nó cũng bắn bình thường thôi. Thôi rồi các bạn, BK thì không có gì bàn cãi cả. Chúng ta cũng phải lượn lờ qua một vài chế độ khác. Để xem chế độ khác nó như thế nào. Ở đây thì các bạn sẽ thấy được số 1 này, số 2. Thực sự thì cái này nó chưa có mát. Bạn này nếu như mà nâng mát lên 70 hết thì mình nghĩ là còn mạnh hơn rất là nhiều nữa. Hiện tại thì mới có khoảng 65 là cao nhất nè, xong số 1, số 2 thôi, số 10 thôi, số 3.
nếu như mình đang lên cái trang bị này lên 70 hit thì sẽ rất là mạnh đó các bạn. Bây giờ mình sẽ thử một cái map phối hợp cho các bạn coi, để các bạn thấy là cái khẩu súng này nó làm được gì trong cái những cái chế độ phối hợp. Việt Nam mình không biết sắp ra cái map nào, có lẽ là map kim tự tháp. Mình sẽ chơi ở map kim tự tháp mạnh mạnh tí. Địa ngục đi. Thử nha các bạn. Còn tới đâu hay tới đó, tại vì địa ngục chưa chắc gì đã vượt qua được. Nếu như chúng ta gặp ba đồng đội thực sự mạnh và không không bị disconnect thì có thể là sẽ vượt qua được. Ở đây bạn ấy có lựu đạn với lại máu với đồ rất là nhiều. Nhìn chung mà thấy nhiều rồi đó. 999 cộng. Rồi, search không có, chúng ta quay lại đi. Tìm về cái chỗ thấp hơn tí. Chế độ ác mộng đi các bạn. Hy vọng thì ác mộng sẽ tìm ra được người chơi. Map này hình như là mình đã vượt qua hết rồi. Được rồi các bạn, tìm không ra được cái map căng quá nha. Bữa nay thứ bảy mà tụi nó đi đâu hết rồi, tôi không biết đâu chơi cái gì. Rồi, ở cái map khó thôi. Thường khó, ác mộng địa ngục tìm ra tôi qua khó thôi các bạn. Đây là mục đích của mình, cũng chỉ muốn test súng thôi. Còn nếu như muốn thực sự chơi khó thì mình sẽ làm trong những video vượt qua được màn, mình sẽ ghi. Khẩu này mục đích giới thiệu đến các bạn khẩu tua bin vàng đen này cho các bạn coi. Rồi các bạn, cuối cùng chúng ta cũng vào được cái map phối hợp để xem làm được gì. À, 476 viên là số đạn cho cái map này. Với một khẩu súng mà 400 viên đạn thì các bạn thấy là bắn khi nào mới hết. Đó, các bạn thấy là cái mức độ mà để chơi phối hợp với khẩu súng này. Các bạn thấy mình bắn thì các bạn đủ hiểu rồi. Bốn trăm bảy mươi sáu viên đạn nó là như vậy. Con boss này thì dễ thôi các bạn. Đó, nó ra kêu này chúng ta chạy đi, lãng đi chỗ khác được rồi. Bắn vào bụng nó.
Cuối cùng cũng bị mất mạng các bạn. Thôi kệ nó đi, tại mình đứng lâu quá mà mình gồng với nó. Nếu như mà chạy trước thì không sao. Bộ có vẻ hơi yếu à, mấy thằng đó nó chết hết rồi. Còn tí máu không được. Tiêu luôn. Rồi, hạ sát được nó rồi các bạn. Rồi màn này chúng ta phải trèo lên khám đây rồi. Trèo lên đây để bắn hạ mấy con mắt nữa. Trời đông quá rồi, nó dần dù mình. Dù mình nó chết sạch rồi, nó cứu mình rồi. Con này rất là hài các bạn, con này thì cũng dễ thôi, không có gì khó phá hẳn với nó đâu. Tiêu rồi, không gồng nổi rồi các bạn. Thôi rồi, qua đây các bạn thấy là một khẩu súng chơi như vậy quá ok rồi. Một mình có thể gánh team được đó các bạn. Đối với những map thường thôi, map này thì tương đối khó mà bắn như vậy thì cũng rất ok rồi. 31.000, trong khi đó thằng đứng nhì có 7.000, còn hai thằng kia 4.000. Qua đây thì mình đã giới thiệu thêm cho các bạn về một khẩu súng nữa bên Trung Quốc. Đó là khẩu tuabin vàng đen, được lên đời từ khẩu RBK27. Nó trải qua 4 đời thì mới ra được MK4, MK5. RPK27 tới MK3, MK4 và MK5 là khẩu tuabin vàng đen này. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Tấn Duy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.